Ngày 14 tháng 5, tại Văn phòng Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, công ty PSC Lock Việt Nam và nghệ sĩ Đại Nghĩa đã trao tặng 5 tấn gạo cho Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia nhằm hỗ trợ nhân dân nước bạn cũng như hỗ trợ kiều bào Việt Nam ở Campuchia trong thời điểm khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Đây là món quà hết sức có ý nghĩa góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia nói chung và doanh nhân trẻ hai nước nói riêng. Hôm nay chúng tôi rất là vinh dự và vui mừng được tiếp đón anh Hoàng Tuấn Anh cũng như là anh Đại Nghĩa đại diện cho ATM Gạo và cũng như Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đến chia sẻ tấm lòng cao quý đối với nhân dân Campuchia. Chúng tôi đánh giá rất là cao các bạn đã đồng hành và những cùng thực hiện rất là ý nghĩa đối với một trong những chính sách của Đảng Nhà nước, đó là chính sách đối ngoại của nhân dân, đối ngoại nhân dân của Đảng Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi cho là thật ra thì nó là tình cảm hết sức là ý nghĩa, hết sức là quý trọng đối với nhân dân Campuchia. Chúng tôi ghi nhận tình cảm đó. Tuy nhiên số lượng vẫn còn khiêm tốn và hạn chế, nhưng mà đó là tấm lòng mà chúng tôi cho rằng anh em giữa đất nước Việt Nam, Campuchia, Campuchia Việt Nam nói chung và tất cả các thế hệ trẻ nói riêng luôn kề vai sát cánh, luôn đồng hành và luôn chia sẻ với nhau từ nhỏ đến lớn, đó là hết sức ý nghĩa. Chúng tôi tin rằng nếu mà hoạt động đó được thực hiện suôn sẻ thì chúng ta rất nhiều giữa doanh nhân trẻ Việt Nam với doanh nhân trẻ Campuchia cũng như là ATM gạo của anh Hoàng Tuấn Anh sẽ hết sức là thành công tại Campuchia. Trước đó ngày 11 tháng 5, qua sự giới thiệu và kết nối từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam, công ty PSC Lock Việt Nam đã trao tặng 4 máy ATM gạo cho phía Vương quốc Campuchia. Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ Việt Nam với cộng đồng, xã hội và nhân dân các nước trong khối ASEAN. Thật ra là cái này là một cái chương trình rất là lớn giữa hai đất nước với nhau. Và đặc biệt là mình cũng mới tham gia ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ. Thì mình cũng muốn là đóng góp một cái gì đó cho hội, cũng giống như cho đất nước mình. Và cái mối quan hệ ngoại giao của hai đất nước, tại vì cái Hội Doanh nhân trẻ là có những cái hoạt động kinh doanh ở khắp đất nước Việt Nam cũng như là những đơn vị nước ngoài, thì mình cũng có muốn có những cái hoạt động từ thiện để tạo một cái mối quan hệ tốt hơn giữa các đất nước với nhau. Và đặc biệt là giống như là chính phủ mình đã nói là Việt Nam mình vẫn sẽ không an toàn khi mà thế giới vẫn còn có bệnh dịch, thì mình với phương châm đó thì mình cũng suy nghĩ là mình cũng thuyết phục hội để làm một cái chương trình này. Ban đầu thì cái số lượng gạo có thể là không lớn, thì với 15 tấn gạo ban đầu này mình cũng hy vọng là cũng sẽ vài trăm hay vài ngàn tấn gạo, thì người dân Campuchia cũng giống như đặc biệt là kiều bào Việt Nam ở Campuchia sẽ được có cái sự hỗ trợ và họ thấy được cái sự quan tâm của chính phủ Việt Nam với kiều bào nước ngoài. Thì thực ra cái ATM gạo mình cũng đã gửi tặng, mấy ATM gạo đã gửi tặng một vài nước rồi. Và mình hy vọng là nếu mà có được sự phối hợp tốt hơn thì mình cũng sẽ làm một cái mồi lửa để có thể hỗ trợ để các đất nước khác họ cũng có thể theo cái chương trình mình. Cũng giống như là cái mô hình mình học tập từ cái mô hình mình đã làm ở Việt Nam. Thì từ một cái máy đầu tiên mình đã chia sẻ cái cấu tạo, cái kết cấu máy để cho rất nhiều người khác làm. Thì cũng giống như là ở các nước bạn, mình cũng chia sẻ cái máy đầu tiên và cũng giống như cái thiết kế của máy để mọi người có thể làm theo cái máy ATM gạo này. Thì hy vọng là nó cũng sẽ được nhân rộng như là Việt Nam mình từng đã làm.